Cộng đồng mạng trung học phổ thông Lộc Bình đang truyền tai nhau về tội ác của Bá Cha và A Sự. Chúng như hai con quỷ, dùng tiền của mình để hà hiếp dân làng, chà đạp lên phụ nữ. Mảnh đất này đẹp đấy, về bảo bố tao quay hết chỗ này lại, rồi lừa bán cho bọn dân bản, chuẩn bị lên tâm ma quỷ đấy. À, con sợi để tao, đi. Mày thích soi được không? Mày có vấn đề về quang học à? Tao đang đi vượt, nhìn trời, nhìn đất, nhìn biển. Mày định lên lớp vùng đất, vùng trời 11 cháu gái, chứ phượt cái gì? Trong túi có đủ 10.000 không? Nhưng mà tao có trai tìm. Còn mày có gì? Dép tổ ong, xích cổ, vòng của mẹ, quần áo đi mượn, chứ giật chiếu gì cả. Mày chỉ là một thằng rich kid, còn tao là thằng đàn ông. Trong bắt vào của tao lúc nào cũng có hạnh. Mày đừng có mà bố láo. Alo, thả tao ra đi, nhà mang việc luôn. Từ ngày thấy A Phủ, Mị bồng muốn đi chơi. Mị nhớ những festival EDM đẳng cấp của đám trai gái bà 11B. Mị còn trẻ, Mị muốn đi bay. Mùi nè thế nhở? Loại son mày đang bôi là loại son phôi trôi chính hãng của Phương Dưỡng Môi, sản xuất tại Cuba, giá sấp xỉ không dưới hai cái iPhone X Max. Riêng nói về hàng hiệu, chưa thằng nào dám ngang hàng với tao. Mày lại đi bay, đúng không? Sao? Mày còn trẻ, mày thích đi bay. Tiền của bố tao không phải để mày son son phân phân son son chị em. Lừa mà, lại chích hội chứng ăn đòn rồi đấy. Mày có giỏi thì đánh tao đi, chỉ còn đàn bà mới đánh nhau thôi. Thưa đàn ông đánh vợ rồi chơi với toét đây thì cần make up lại nhân phẩm đấy. Mày chỉ là ngọn cỏ ven đường, làm sao với mày ta? Đàn ông tốt chết rồi. Xem phim nào cũng đi thôi, đi lau nhà rửa bát đi. Nếu còn nằm nằm nắm trong tay, ta sẽ bắt nằm vào một hai đứa con nhà mày. Mày trốn đi đúng không? Sao Mị lại bỏ trốn theo tôi? Thằng A Sử dích thế cơ mà. Đến cả quả bao nó ném cũng làm bằng gũ xì đấy. Thà cười khi để mặt mập, còn hơn khóc với đôi môi đang đánh son dở. Tôi không muốn mascara của mình bị trôi thêm một lần nào nữa. Mày thì mày bố yêu. Sao Mị láo thế? Lỡ nó tỉnh dậy thì sao? Suốt ta lỗi mày mối thôi ý mà. Mình đi thôi A Phủ. Mị và A Phủ đi theo chương trình hành trình bản lĩnh của trường trung học phổ thông Lộc Bình, rời xa khỏi nanh vuốt của lũ A Sử, rời xa khỏi cái gông cùng tối tăm. Nơi đây là cái nôi của nhân loại sản sinh ra nhiều người tài, ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích, đặc biệt là lớp 11B, gồm 32 con người luôn chung sống hòa đồng với nhau, ngày nào cũng rủ nhau ném quả bao và bay lắc. Khi đến với 11B, các bạn luôn luôn được chào đón.